Tử vi tuổi Sắp Tý sinh năm 1984, trong 6 tháng đầu năm 2021 âm lịch, gặp nhiều may mắn. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích luôn chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Tý rất bộc trực, thành thật, nhưng cử chỉ lời nói của họ đều khiến chúng ta có cảm giác người đó rất chặt chẽ. Họ nỗ lực làm việc, sống tiết kiệm, họ không bao giờ cho ai cái gì, trừ phi người đó họ thực sự quý mến. Về bề ngoài, người tuổi Tý luôn lộ vẻ trầm mặc, ít lời, nhưng số thực lại là trái ngược, họ rất dễ bị kích động, song họ lại có khả năng tự chủ rất cao. Người tuổi Tý thường là người phóng khoáng, vui vẻ, thích và giỏi giao thiệp. Họ thích kết bạn, thích hội hè, thích những nơi đông vui, náo nhiệt. Họ rất quý trọng những mối quan hệ đối với mình. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, tuổi Tý được dự báo là sẽ gặt hái được những thành công lớn. Vậy trong năm 2021 Tân Sửu, với cô chú tuổi Giáp Tý 1984 sẽ đạt được điều gì? Và lời khuyên nào đến từ các chuyên gia phong thủy cho cô chú tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong 6 tháng đầu năm 2021? Xin mời quý vị, cô chú và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là đánh giá tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý 2021 trong 6 tháng đầu năm. Cô chú tuổi Giáp Tý gặp năm Tân Sửu, thoát khỏi năm Phạm Thái Tuế, vận khí hanh thông, hứa hẹn đón nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Cục diện Tý Sửu nhị hợp có thể đem lại nhiều cơ hội tốt. Tuy nhiên, Tuế Can hình thành nên cục diện ấn khắc quan cũng đem lại những tác động nhất định. Về cơ bản, cô chú tuổi Giáp Tý vẫn phát huy được sở trường của mình, được cấp trên yêu mến và tôn trọng. Việc hợp tác với đồng nghiệp, đối tác diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, cô chú vẫn phải chịu một số ràng buộc nhất định, không thể tự do làm mọi việc theo ý muốn của mình. Bên cạnh đó, nhân duyên phát triển tốt, trải qua một vài khó khăn, trắc trở, cô chú có thể nhận ra ai là bạn bè thực sự hoặc đem lại tác động tích cực đối với mình. Để có một năm bình an và may mắn, cô chú tuổi Giáp Tý nên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Sau đây, xin mời cô chú hãy cùng nghe chi tiết về tuổi Giáp Tý. Đầu tiên, về công danh, sự nghiệp. Cô chú sinh năm Giáp Tý có thể phát huy được năng lực của mình trên những lĩnh vực quen thuộc, từ đó có thể nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, vì được lục hợp quý nhân tương trợ, chuyện làm ăn, sự nghiệp của cô chú khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Bên cạnh đó, nếu cô chú hợp tác hiệu quả với mọi người xung quanh, cô chú sẽ đạt được thành quả cao. Tuy nhiên, cần chú ý, trước khi bắt tay vào làm việc gì, cần phải quan sát tình huống và thái độ của mọi người xung quanh mình. Không thể làm việc quá tự do theo ý thích cá nhân vì điều đó có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tập thể. Thầy phong thủy khuyên rằng để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, cô chú tuổi Giáp Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và các khí quý nhân giúp công việc hành thông thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về tiền bạc, tài chính của cô chú sinh năm 1984. Cô chú tuổi Giáp Tý có tình hình tài chính ổn định, có dấu hiệu gia tăng khi chế độ đãi ngộ trong công việc được nâng cao. Nhờ vào sự cố gắng phấn đấu của mình, cô chú có thể đạt được mọi điều mà mình đã đặt ra từ trước đó. Cô chú làm trong lĩnh vực đầu tư có thể đưa ra những nhận định đúng đắn, nắm bắt đúng thời cơ, khiến khoản tiền về túi khả quan. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, cô chú có được chính tài làm chủ, nên tập trung phát triển công việc hiện tại,
không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công, dồn sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Đây hứa hẹn là mang đến nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu cho cô chú. Tuy nhiên, cô chú cũng cần hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Thầy khuyên, để có thể tăng thêm vận may mắn và cải mệnh, những người tuổi Sát Tý cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho cô chú. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ cô chú trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, tình duyên, gia đạo. Trong 6 tháng đầu năm 2021, chuyện tình cảm của cô chú tiến triển tương đối tích cực, sẽ có nhiều cơ hội kết giao, làm quen với người khác giới. Còn đối với người đã lập gia đình, duy trì cuộc sống hài hòa và êm ấm. Mặc dù đôi khi có chuyện cãi vã, mâu thuẫn là khó tránh, nhưng cuối cùng đôi bên vẫn tìm được cách dung hòa, thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Trong thời gian này, cô chú hãy đeo vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Về sức khỏe, công việc của cô chú bận rộn gây tổn hại không ít thì nhiều đến sức khỏe. Vì thế cô chú cần để ý đến những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Trong cuộc sống hay lao động, cô chú tuổi Giáp Tý cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Giáp Tý hãy mang bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi Giáp Tý dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Trong phần tiếp theo của video, xin mời quý vị hãy theo dõi dự báo vận hạn 6 tháng đầu năm 2021 cho tuổi Giáp Tý. Thứ nhất, vận hạn tháng 1 âm lịch. Trong tháng 1, vận quý nhân của cô chú tuổi Giáp Tý khá vượng, có người trợ lực về tiền bạc hoặc tham mưu chất xám, giúp cô chú vượt qua khó khăn hay khủng hoảng. Vì vậy, cô chú tuổi Giáp Tý luôn có cảm giác làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi hơn trước. Vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành. Thứ hai, tử vi vận hạn tháng 2 âm lịch. Cô chú tuổi Giáp Tý tài vận khởi sắc, xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác, làm ăn, cần chủ động nắm bắt. Đặc biệt, nếu cô chú có cơ hội đi xa và phát triển bản thân, hãy chủ động nắm bắt. Tuy nhiên, cô chú cần lưu ý tháng này tuổi Giáp Tý chịu tác động xấu của cục diện tương hại, nên hết sức cẩn trọng trong làm ăn, kẻo sẽ bị gạt hoặc lợi dụng, gây thiệt hại cả về tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng cô chú cần chú ý nâng cao sức khỏe mới tránh tình trạng đau yếu, phải nằm một chỗ. Tử vi tháng 3 âm lịch. Tháng 3 là tháng Nhâm Thìn, cô chú Giáp Tý sẽ có nhiều biến động về tài lộc, nhưng đa phần là theo hướng tích cực. Tuy nhiên trong tháng có hung tinh chủ về hao tán tiền bạc gây ảnh hưởng đến cô chú, áp lực tài chính lớn nếu như cô chú không biết cách quản lý ví tiền của mình. Bên cạnh đó, cô chú đề phòng đi lại bất lợi, sảy chân té ngã, gặp họa huyết quang. Tử vi vận hạn tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch có quý nhân tam hợp nâng đỡ, nên cô chú tuổi Giáp Tý sẽ gặt hái thành công lớn trong công việc. Mọi sự khó khăn sớm được giải quyết, cô chú làm gì cũng có người nâng đỡ, đạt kết quả cuối cùng tốt đẹp, rất đáng để thử thách bản thân và chờ đợi thành quả. Cùng với đó, việc đi làm ăn xa của cô chú rất có lợi, gặp quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, tháng này cô chú cần đề phòng tai nạn sông nước và một số bệnh phụ khoa. Thứ năm, tử vi vận hạn tháng 5 âm lịch. Do chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, cô chú tuổi Giáp Tý gặp nhiều bất lợi về vấn đề sức khỏe, công việc và chuyện tình cảm trong tháng này. Bên cạnh đó, do cục diện tương hại ảnh hưởng, cô chú tuổi Giáp Tý cần đề phòng bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái, nghiêm trọng còn dính tới pháp luật. Gia đình cô chú có tăng sự hoặc đón tin buồn từ xa đưa tới và phải đề phòng trộm cắp, đi xa cẩn trọng hành lý. Vận hạn tháng 6 âm lịch.
Chịu ảnh hưởng cục diện tương xung, cô chú tuổi Giáp Tý gặp nhiều bất lợi về vấn đề sức khỏe, công việc và chuyện tình cảm trong tháng này. Cô chú cần tránh thức khuya nên ăn uống khoa học, hạn chế đồ ăn nhanh. Tuy nhiên, sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, chuyện tiền bạc cũng được giải quyết ổn thỏa, làm ăn kinh doanh có lộc trời ban, kiếm tiền như hái. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Sa Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Giáp Tý trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn cô chú tuổi Giáp Tý. Trong thời điểm 6 tháng đầu năm Tân Sửu, các cô chú tuổi Giáp Tý được sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng, có kẻ ném đá xấu tay, sinh ra thư kiện. Xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi khó khăn, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 âm lịch. Còn với các cô chú tuổi Giáp Tý, trong thời điểm này sẽ được sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sau tháng đầu năm 2021 gặp sao này chiếu, nếu mạng Giáp Tý làm ăn mọi việc đều trung bình, sẽ vướng khẩu thiệt thị phi, đề phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, tai họa hình, kiện thưa. Bất lợi nhất là vào các tháng 2 nên để phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên, khó chăn nuôi. Cùng với đó, các cô chú tuổi Giáp Tý này sẽ đều gặp phải hạn ngũ mộ. Đây là hạn xấu tác động chủ về hao tài, bất an. Chớ mua đồ lậu không có hóa đơn và đừng cho ai ngủ nhờ chủ về tai bay, vạn gió, phòng mất của. Thứ hai là vận hùng các niên vận sau tháng đầu năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Canh Tý trong thời điểm này bao gồm sao Thiên Mã, báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc. Và sao Điều Khách mang điềm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung Tam Hợp lại quy tụ nhiều sao xấu như Tăng Môn, Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tang chế. Cung Xung Chiếu thì gồm có các tinh Thiên Phúc, Long Trì thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng các hung tinh Tuần, Triệt, Quan Phù, Thiên Khốc lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Nhìn chung, vận trình 6 tháng đầu năm Tân Sửu 2021, cô chú tuổi Giáp Tý vẫn phát huy được sở trường của mình, được cấp trên yêu mến và tôn trọng, việc hợp tác với đồng nghiệp, đối tác diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, cô chú vẫn phải chịu một số ràng buộc nhất định, không thể tự do làm mọi việc theo ý muốn của mình. Nhân duyên có sự phát triển tốt, tuy có trải qua một vài khó khăn, trắc trở nhưng sẽ đem lại tác động tích cực. Để vượng khí có thể phát triển tốt, cô chú hãy áp dụng các vật phẩm phong thủy để luôn có động lực phấn đấu lâu bền, vững tâm hơn, thu hút được nhiều sự may mắn, cải thiện sức khỏe. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị. Tới đây, chương trình của kênh Phong Thủy Sa Cát xin phép được khép lại. Cảm ơn sự chia sẻ về những kiến thức phong thủy bổ ích đến từ thầy Sa Cát. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đón nhận được những chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.